Chào các em đã đến với cái bài giảng số phức cực trị số phức phần số 5 của Trung tâm Học mại 27. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái dạng cực trị số phức trong hình học, là cái dạng bài toán giữa điểm và đoạn thẳng nha. Đầu tiên thầy sẽ nhắc về cái đoạn thẳng. Tại sao thầy nói là z là số phức điểm biểu diễn trên đoạn thẳng AB, nghĩa là thỏa mãn cái điều này. Thì ở đây nha, nếu như thầy đặt cái z1 này là A, z là m thì đây là đoạn AM. Z2 này là B, z là m thì đây là đoạn BM. AM cộng BM mà bằng này chính là AB. Thì có phải là suy ra được là điểm M thuộc cái đoạn AB không? Nha, AM này. Đấy, đây là A này, đây là B này. Khi nào thì AM cộng BM bằng AB? Thì khi M nằm giữa đoạn AB và thẳng hàng với AB. Đấy. Vậy thì bài toán số phức là bắt mình làm gì? Tìm min trị tuyệt đối của mô đun của Z và max mô đun của Z, hoặc là tìm min của mô đun của Z và một cái Z0 nào đó, hiểu ha? Và max như vậy. Thì cái bài toán này nó quy về bài toán hình học như thế nào? Nó quy về bài toán hình học như sau. Có nghĩa là người ta cho một cái đoạn thẳng AB, một điểm O nằm ngoài đoạn thẳng. Tìm vị trí của M trên đoạn AB để cho OM nhỏ nhất hoặc là OM lớn nhất. Thì thầy sẽ chia làm hai tình huống nha. Thầy chia làm hai tình huống. Tình huống thứ nhất là gì? Thầy có đoạn AB và cái điểm O này ở cái vị trí sao cho từ O này hạ đường vuông góc thì nó nằm trong đoạn AB. Đó. Và cái tình huống thứ hai là gì? Thầy có đoạn AB, thầy có điểm O, và cái điểm O này hạ xuống thì nó nằm ngoài khoảng ngoài cái đoạn AB. Đúng không? Mình có thể thấy được này. Bên này là điểm O hạ xuống là nằm trong này. Đúng không? Bên này điểm O hạ xuống vuông góc với đường thẳng AB thì nó nằm ngoài này. Đó, vậy thì nó nằm ngoài đoạn AB với nằm trong đoạn AB thì nó sẽ khác nhau nha. Nó sẽ khác nhau nha. Rồi, mình sẽ đi đến với từng tình huống. Tình huống thứ nhất. Rồi làm sao để mình biết được là khi nào thì nó nằm ngoài, khi nào nó nằm trong? Khi mà mình có tọa độ A, có tọa độ B, có tọa độ O rồi thì làm sao để biết? Cách thứ nhất này. Cách một là cách đơn giản nhất nhưng mà hơi tốn công xíu là gì? Mình biểu diễn ở trên ODI luôn. Biểu diễn chính xác điểm, biểu diễn chính xác điểm A, điểm O, điểm B trên ODI luôn. Chưa? Thì mình biết ngay là chiếu xuống nó nằm trong hay nằm ngoài. Nhưng mà có một cách hai, có một cách hai là giờ thầy sẽ vẽ ra, thầy vẽ ra nha. Trong cái tình huống này điểm O nó hạ xuống là nằm ở phía trong, thì các con có nhận xét gì, có nhận xét gì, có nhận xét gì về cái góc OA với OB với cái đoạn AB? Thì đầu tiên thầy nói này, cái góc này này, cái góc OAB này, cách hai này, cái góc OAB phải bé hơn 90 độ đúng không, là góc nhọn vuông mà, thầy đặt đây là H nha, bé hơn 90 độ. Rồi cái OBA cũng phải gì, bé hơn 90 độ. Mà có một cái lý thuyết về cái tích vô hướng, mình tính tích vô hướng ra bé hơn 90 độ khi nào? Khi tích vô hướng này, đây là góc A này có hai cạnh là AO và AB đúng không? Mình tính này, AO nhân với AB thì bé hơn không nha. Tích vô hướng bé hơn không thì góc giữa hai cái vector đó là gì? Bé hơn 90 là góc nhọn, bằng không là 90 là góc vuông. Lớn hơn không là góc nhọn nha, bằng không là gì? Góc vuông, và bé hơn không là góc tù. Mình nhớ như thế. Vậy tương đương ở đây sẽ là gì? BO nhân với BA lớn hơn không? Nói chung là thể hiện rằng hai cái này đều là góc nhọn hết thì nó sẽ rớt vào trong. Nhưng mà thầy khuyến khích làm cách một hơn, biểu diễn chính xác lên hố đi thì mình sẽ thấy ngay luôn. Và trong cái tình huống trắc nghiệm như thế này thì thôi mình làm cách nào nó nhanh nhất. Rồi trong cái tình huống này thì nhìn đi, khoảng cách từ điểm O tới một điểm M bất kỳ ở trên đoạn AB thì nó ngắn nhất khi nào và nó dài nhất khi nào?
ngắn nhất dễ thấy rồi đúng không? Nó chính là đoạn OH. Vậy thì thầy sẽ có min này của OM với M bất kỳ, với M bất kỳ ở trên đoạn AB thì nó sẽ bằng gì? OH. Trong cái tình huống là thuộc AB. Rồi, còn max thì sao? Max của cái OM này nó sẽ là OA. Ở đây mình nhìn mình thấy OA. Nhưng lỡ đâu một cái bài khác nó cũng cũng như thế này nhưng OB nó dài hơn thì sao? Thì max như thế này mình sẽ phải tính tính hai đoạn OA OB ra và mình cái lấy cái lớn hơn. Vậy thì max là một trong cái OA hoặc OB, mình xem cái nào lớn hơn thì mình lấy. Vậy max OM sẽ là OA hoặc là OB, nhưng mình so sánh đằng nào lớn hơn thì đằng đó là max, là max của OA và OB. Đó, vậy thì đúc kết lại nha, sau này mình gặp mình sẽ làm như thế này. Xong. Còn cái tình huống thứ hai là nó nằm ngoài. Nó nằm ngoài thì thôi mình kiểm tra nó không nằm trong thì chắc chắn nó nằm ngoài rồi, mình không cần phải nói nhiều đúng không? Vậy hình ra mình cũng thấy rồi. Giờ đây nếu nó nằm ngoài thì sao? Nếu nó nằm ngoài, AB ở đây, O ở đây chiếu xuống nằm ngoài thì lúc này nhỏ nhất của nó không phải là OH nữa các con. Không phải là OH nữa tại vì H giờ nằm ngoài rồi. Thì nó chỉ còn nổi OA và OB là hai đầu mút của cái đoạn thẳng đó. Đúng không? Thì bài này lại đơn giản hơn. Min max của nó đơn giản hơn. Min của OM đúng không? Min của OM với M là một điểm bất kỳ ở trên AB. Min của OM với M là điểm bất kỳ trên AB thì nó sẽ là gì? Hoặc là OA hoặc là OB tùy tình huống nha. Nếu O nằm bên này thì nó OB là min, OA là max. Nếu O nằm ở phía bên này thì sao? Thì OA là min, OB là max. Thì ở đây thầy nói tổng quát luôn. Min của OM nó sẽ là min của cái đoạn OA hoặc là OB. Còn xem cái nào min thì nó là nhỏ nhất. Còn max của OM nó sẽ là gì? Là max của OA hoặc OB. Nó đạt được hai đầu thôi là xong. Đấy, vậy thì bây giờ lý thuyết là như vậy, chứng minh rồi. Mình sẽ tiến tới nha, làm bài. Đây thầy gom lại nha, gom lại. Chốt lại, đầu tiên là gì? Tìm AB. Tìm AB. Và đường thẳng AB. Nếu cần. Ở trong ODE là phương trình á, à, nếu cần. Nếu cần là vì ở trong cái tình huống mà mình cần tìm khoảng cách á thì mình cần tìm OH, mình phải tính khoảng cách. Chưa? Mình tính khoảng cách. Rồi, còn đây. Bước thứ hai là so sánh. So sánh theo công thức đã cho. Theo công thức đã cho. Tức là như vậy nha. Trong tình huống này thì O chính là 0,0. Còn trong tình huống này thì cái Z0 của mình á thì mình cho là điểm C đi. C này chính là tọa độ của Z0. À, thế thôi. Có hai tình huống nha. Rồi mình sẽ tới ví dụ đầu tiên. Rồi, ở đây nè, ở đây nè. Thầy sẽ đưa cái thằng này về dưới dạng Z trừ Z1 cộng Z trừ Z2 nha. Z trừ Z1 có nghĩa là phải đảo dấu lại, đặt trong ngoặc đàng hoàng. Cộng với Z trừ Z2. Wow, bằng căn 2. Bây giờ mình mới kiểm tra, tại vì cái bài toán này nó sẽ rớt vào một trong ba trường hợp. Trường hợp vô nghiệm thì thường thường là không có. Trường hợp thứ hai là gì? Đoạn thẳng. Và trường hợp thứ ba là elip. Thì nếu mà nó rơi vào elip thì nó là khó hơn xíu. Không làm được như kiểu này. Nhưng nó rơi vào đoạn thẳng thì các con kiểm tra này, bây giờ gọi A này. A là cái điểm 3 trừ 4 này. Là z z1 đó. B này là điểm gì? 2 trừ 3 này. Bây giờ tính AB coi. Nếu nó đúng bằng căn 2 thì nó là đoạn thẳng. Tính AB nha. AB lấy này trừ này căn lên là mấy? Tính cùng với đây nha. Trừ 1 tất cả bình này. Cái này trừ này là 1 bình này. Bằng đúng căn 2 luôn. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra này. Mình sẽ suy ra này. Suy ra M nhé. M thuộc đoạn AB. Đoạn AB. Suy ra M thuộc đoạn AB. M thuộc đoạn AB này. À, mình sẽ vẽ lên hệ trục tọa độ để xem thử nó nằm trong hay nằm ngoài. Đây là mô đun là khoảng cách từ O luôn. Vẽ luôn nha, vẽ luôn.
đây là is, đây là is, đây là o, o này là khoảng cách từ o rồi đó, tại vì đây là mô đun của z. Ok, điểm A đâu? Điểm A là x bằng 3, 1, 2, 3, y bằng âm 4, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, thì nó ở đây. Đây là điểm A. Điểm B đâu? 2 trừ 3, x bằng 2, y bằng trừ 3, 2 trừ 3 đây. B. Vậy ô này, ô lúc này nằm ở đâu? Đây là A này, đây là B này, đúng không? 2 trừ 3, 3 trừ 4, ok. Vậy thì ô lúc này nó nằm ngoài này, khi chiếu xuống thì nó sẽ chiếu ở đâu bên này rồi, nó nằm ngoài này. Vậy thì mình chỉ cần việc tính hai cái gì? Hai cái đoạn OA với OB, một cái là ramin, một cái là max. Rồi tính OA này. OA là bằng căn của gì? 3 bình cộng với 4 bình bằng mấy? Bằng 5. Tính OB này. Bằng căn của gì? 2 bình cộng với trừ 3 bình là trừ 4 bình bằng mấy? Căn 13. Vậy thì có phải là OB này bé hơn bằng OM này, bé hơn bằng gì? OA không? Điều này tương đương với gì? Tương đương với căn 13 bé hơn bằng OM, chính là mô đun của Z, bé hơn bằng 5. Có đáp án không? OD nhá. Thấy chưa? Đấy, mình làm là vậy thôi, mình vẽ hình ra mình biết ngay nó nằm ngoài. Đường vuông góc này thì không thể nói là nhỏ nhất rồi, tại vì lúc này h nó nằm ngoài rồi, đâu có tính nữa. Đấy, vậy là mình làm nhanh nha. Cái bài này là nếu nếu bắt gặp là các con phải làm lẹ nha. Ừ. Coi như là đúng bài rồi. Bài này thầy gọi M là điểm biểu diễn của Z nha. Z. Rồi. Bây giờ thầy mới phân tích thằng này, chính là Z trừ cho này 2. Z trừ 2 cộng 3y này. Cộng với Z trừ cho âm 4 trừ 5y. Chưa? Âm 4 trừ 5y bằng 10. Bây giờ thầy xem đây là A. Gọi A nhé. Gọi A là 2, 3 này. B là trừ 4, trừ 5 này. Thì thầy mới xem thử này. AB bằng bao nhiêu? Thì ra AB bằng. Tính nha. Căn của cái này bình, chữ này bình là âm 6 bình phương. Căn của âm 6 bình phương là 6 bình phương đi. Này, bình chữ bên này là 8 bình phương là đúng bằng 10 này. Vậy thì mình sẽ có ngay này. Z trừ cho cái điểm này chính là gì? MA. AM đi ha, AM cộng với BM thì đúng bằng AB. Thì AB bằng 10. Thì có phải là suy ra gì? Suy ra điểm M thuộc đoạn AB. Rồi. Bây giờ tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z trừ cho cái này. Thì thầy phân tích chỗ này một xíu là z trừ cho 1 trừ y. Đúng không? Z trừ đi 1 trừ y. Vậy thì lúc này cái điểm này, cái điểm y này nè. Thầy xem là điểm y nhé. Là 1 với âm 1. Bây giờ mình sẽ tìm khoảng cách nhỏ nhất từ y cho tới m nha. Im đó. Im min max khi nào đó. Im này. Cần tìm min và max. Vẽ hình là nhanh nhất nha, vẽ hình là nhanh nhất. Mình lấy cái trục tọa độ ra, mình biểu diễn mấy thằng kia vô. Y bé nhất là trừ 5. Rồi. O này, y này, x. Rồi cái điểm A là 2, 3, x bằng 2, y bằng 3, 1, 2, 3. Ở đây, đây là điểm A. Điểm B là trừ 4, trừ 5, x bằng trừ 4, 2, âm 3, âm 1, y bằng trừ 5, 3, âm 1. Đây, quá to à. Đây. Không, vậy thì cái đoạn thằng AB mình chính là cái này. Cái đoạn thằng AB của mình này chính là này. Ok chưa? Bây giờ điểm Y của mình,
Nhớ y chứ phải ô nha, y là một âm một, một đâu đây, âm một đây, đây là điểm y. Vậy thì nó nằm trong hay nằm ngoài? Nó nằm trong nha, đường vuông góc của nó nằm trong. Thì có phải là bây giờ mình sẽ phải đi so sánh ba cái đoạn này không? IA, IB và y vuông góc. Y vuông góc chính là khoảng cách từ y đến AB. Cái này chính là khoảng cách từ y đến AB, có nghĩa là tính gì? IA, IB và IH. IA, IB và IH. Thì nhìn vào hình là mình biết ngay là IB là mắt rồi, không cần phải so sánh gì luôn đúng không? Mình phải chính xác hình mà. Vậy thì bây giờ thầy sẽ tính mắt nha. Mắt là bằng IB, tính IB trước đi. IB là lấy B trừ Y, lấy B trừ Y căn lên. Pythagore lên đúng không? 4 này, 4 trừ cho 1 là căn 5 bình phương này. Âm 5 trừ cho âm 1 là cộng với âm 4 bình phương này. Còn mấy? Để máy tính mình bấm thôi. 25 cộng 16 căn 41 hả? Rồi. Căn 41 này ra được một cái gì? Cái mát rồi. Bây giờ min. Min thì nó bằng khoảng cách từ Y cho tới AB. Đúng không? Mình phải tìm AB thôi, không có cách nào khác. AB có nhiều cách tìm nha, AB có nhiều cách tìm. Thì cái phương trình chính tắc của nó này được viết theo kiểu này này. X nha, trừ cho xa. X trừ xa là mấy? Là 2. Trên cho xb trừ xa bằng này y trừ cho ia chia cho ib này trừ ia này. Đó, ở đây mình nhân lên này, nhân lên khai triển ra nha, mình nháp mình làm nhanh này, nhân lên khai triển ra ra nhiều. Này là âm 8 này, là âm 6, nhân lên là ra bỏ âm hết đi là 8 với 6 đó. 8 nhân lên là 8x trừ 16 bằng 6y trừ 18. Vậy thì cái này 8x trừ 6y cộng 2 bằng 0. Được chưa? Vậy thì khoảng cách từ y cho tới AB này chỉ đối này của thay y vào đây là 1 với 1 là 8 cộng với 6 cộng với 2 chia cho căn của 8 bình 6 bình. Tính nha, 8 cộng 6 là 14 này, 16, 16 chia 10 là 1,6. 16 chia 10 là 8 phần 5, được chưa? Là 8 phần 5. Người ta nói là tính cái tích M nhân N là 8 phần 5 nhân căn 41. Đâu, cậu à? Không. Thì cái lần này nó đơn giản. Nên thầy làm hai ví dụ thôi, nó không có nhiều tình huống à. Rồi, thầy đưa ra mấy bài tập tự luyện này hoàn toàn tương tự nha, mình cố gắng mình làm không được thì mình hỏi nhé. Rồi bài giảng đến đây là kết thúc nha, chào các con.